Hiện tại mấy cháu mình cũng tới ngay khu vực của xã Bình Nghị. Rồi, sao máy bận, tắt máy là sao? Thì cô rốt chưa tới đây, thì mấy chú cháu mình điện thoại rằng cô ra rước mà giờ đang điện máy bận. Chào anh em cái chú bảy mười. Đây là khu vực của xã Bình Nghị, nét trong kia nha, mình chưa tới xã. Để mình điện được cô cái đi là mình vô tổng ra của chú chị. Được rồi, không bắt máy nữa là sao? Alo. Dạ dạ em gần tới, em đang đứng hoài ngay chỗ khu vực nhà của xã Bình Nhị nè. Đang đứng mé hoài nhà văn hóa xã Bình Nhị chút xíu nè. Dạ. Alo. Dạ, lại sao, lại đi đường nào? Thì ngay chỗ nhà văn hóa xã Bình Nhị nè. Là xã Bình Nhị còn nằm thích về kia hả? Trong lộ lớn trống hả? Trời ơi, rồi rồi rồi, vậy em lộn rồi, rồi, em chạy ra. Phải rồi, đi đi tật đường rồi. Này nhanh nhân quá còn cháu cái kia. Lão hoàng mấy cháu đi về hơi tật đường xíu rồi chú chị. Sao một chặng đường em cháu cũng gặp được anh chú nha, anh chú ông chị với cháu mình mới gặp. lòng vòng thôi mà, tại vì chỉ đường mình không có cho mình cái định vị á, mình cũng khó tìm. Nhưng biết tới đó là chú chỉ đường đi từ từ, nãy giờ quần quần cũng 15 phút mới gặp được chú. Chú chắc vô cái chỗ mà chú phát hiện con rắn nha, rắn nó khè nó hù chú á. Mắt giò luôn rồi dữ à. Ở trên đây thì họ dạng dữ lắm, họ rắn mới trộm mới cả bọn thấy không dạ. à. Cặp cặp mã chứ sợ nó vô mã. Anh Dương Trao mình cũng tới nha cô chú anh chị. Đây là thuộc của xã Bình Nghị, thuộc của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Chung ở đây là ấp gì mình cũng không rõ nè, để chút xíu mình hỏi chú. Chú phát hiện con rắn ở đây nè. Mấy cháu mình tới đây tới 12 giờ trưa luôn. Hiện tại bây giờ là đứng bóng luôn rồi ta. Cũng phải đi nha cô chú anh chị. Nói chung hứa là phải đi. Bây giờ trồng đồ mà không có nước thì vậy là chết luôn. Quá trời bờ kinh này nó cao. Hôm qua dày héo hết luôn. Nước đâu tưới. Hết nước tưới à. Phát hiện này nè. Ở trong đây hả chú? Bây giờ là cái chú bị rắn nó khè là không có đi hả? À, thấy ở đây thấy ngay gù này luôn hả? Khè 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 luôn. Lúc đó mấy giờ không biết nè, ông bữa ông nói mà tôi không hỏi nữa, ông nói khè ông không biết cái gì, giờ giờ ông đợi kiếm sao thấy nó khùng lên, khùng mang lên luôn. Ông ở xanh mặt mày, ông trái cho đi. Thì chú cũng sợ. Có về mới về nãy hay gì mà anh nằm
Dạ, thấy ngay cái gù này hả? Đâu đây là đông Thì mua mé bên đó đang cắt cỏ bên đó đó. Ừ, chú thấy khè khè phụ có mang lên là chắc cú 100% là rắn hổ sáp rồi, nhưng mà không biết mấy cháu mình tìm được hay không á. Ủa cái đây là mình làm gì à? Ấp Bình Bình Ninh Trung hả? Bình Đông Trung. Bình Đông Trung thuộc xã Bình Bình gì? Dạ. Dạ là chú gặp mấy dưới đó, dưới ngay chỗ gồ cao nè, coi chừng nó vòng vòng ngay chỗ này nè. Dạ thì mấy gồ cao cao rồi nè. Ông thủ cái cây nè ở đây có cái hang nè mọi người, có hang nè. Có tương lai đó. Không biết có đi không nè. Ừ luôn hả? Đâu có dấu không? Không gặp ngay cái này ông bẻ cây không đập Cái đó cắt cỏ nè. Ủa mới tin dấu cắt cỏ mới đó. Cắt thấy khúc đó không sợ thì không bỏ luôn. Nắng quá không biết nó có nằm đây không, hay nằm ngoài kinh đó, nằm ngoài kinh. Dạ khô quá, thấy bằng đào chưa biết có giống hay không, nhiều khi nó nằm ngoài kinh á. Dạ mát á, nó nằm ở hang này đúng nhỏ anh hay là gì, cái sạn cái cây ông đập hay gì cái cây ông sạn ông đập hay gì mà mà không biết, không chú thấy rắn bự không á? Bự hơn rắn cái hả? Phù mang la vậy là bự rắn cái thì rắn này hay nhỏ chứ không bự. Bữa nay cũng nắng mà gắt ghê chứ. Sau mấy tuần lễ sau cái tôi ra tôi đào với thằng cháu tôi đào chuột ở cái bà ruộng tôi dạ. dính rắn bằng cẳng cái à Trời ơi rắn hậu đất là cái chị đó có bị gì không? đi lên nhà thương rồi lên Đồng Tâm rồi về nằm nhà thương cả 2 tháng trời nó sưng về nhà 6 tháng mà đi còn cực Trời ơi ngoại tử cái thịt ngoại tử luôn. Lúc đó sao ta không đi thẳng lên Đồng Tâm luôn trời, thì đi lên cảnh đó rồi rồi, rồi cái nó ở bị tỉnh đây ngoại tử rồi bắt đầu chụp xuống bệnh viện coi à, nằm cả tại vì bệnh hai viện. tháng gì đó rồi về nhà 6 7 tháng vậy đi tuần chưa mà thấy cái đó đi cũng bật đầu bật đầu Không, tự nhiên ở trên này bước xuống ruộng cái nó phập vô cái quyển luôn. ông quyển dính luôn đá qua không không chăng ra luôn á Trời ơi, trời xui không. tuần lễ sau tôi Mày đào chuột ở ruộng tôi nhớ nha cắn ruộng nói chắc rồi tao sẽ dính con rắn Ở nhiều khi cô chú anh chị đi đồng đi ruộng đâu á, ngâm rượu luôn à, đi đồng đi ruộng này, chỉ mang đồ ủng vô cho nó an toàn. Dạ. Tại nó dính hai cái nanh nó rồi, dính hai cái nanh vô vô thịt với vô quần á. Xui không? Trời ơi, tốn biết nhiêu tiền nói.
là ngay ngay cống Nguyễn luôn. Quá nguy hiểm của chú anh chị, sơ xúc đi ruộng mà lúc đó có 3-4 giờ chiều rồi đó, chứ không phải mà chiều tối không nói nữa, vậy mà nó ra nó lụm. Quá tìm nãy giờ chưa đụng được cái hang của nó của chú anh chị, khó tìm quá. Cái phần con rắn này ông chú ông tả là nó không có được bự, bằng ngón giọt cái, bự ngón giọt cái chút xíu, nó đâu có bự. Quá đi xuống kênh luôn á. Ghê vậy. Dạ. Trời ơi, tưởng con rắn chạy. Xe qua rồi. Chị hết nói hàng rồi. Cái hàng này thắng là kia cho mùa, bây giờ chẳng ngắt mới được. Quẩy nó mất tiêu rồi. Trời ơi, ổng còn trong kia rồi ông ơi. Ông đi đâu mất mụn trọng trời. Trời ơi. Ôi. Này có lý nha. Phần phần này là phần coi kỹ đi. Phần này lông chuột không nè. Mà không thấy nó vàng vàng. Đây nè. Rồi, lắm. Phần sáp rồi. Chính xác phần sáp rồi, vàng khe nè. Phần đó là phần sáp. Không thuận ngách luôn. Con ngách nào. Trời ơi. Vô đây đào dứt ra luôn mọi. Cho hết nhất cho bạn hết này. Đi ra coi hết này nè. Sát bên cái hang này luôn. Khả năng nó làm được cao lắm nha. Càng là trời.
Hôm sau đi thẳng qua quả mà chặn không cũng gách là sao ta? Hết mấy quả, sao chặn không thấy nhấp nữa. Chừng chưa tới á. Người nào chưa tới á. Đây, cái bụng mình hết lằn luôn rồi. Đâu là ngoài chú mời trận vô thử sâu vô thông đi thủng hang nào không chứ sao mà không thủng được ta hang thấy đi thẳng nào đó không à nằm sâu chứ sâu với cây cây chuột đúng không? Có trang trọng dọn đóng nha đúng rồi không? Tại nãy chú Mười nãy chưa tới ủa như vậy không thấy đường đâu vậy đúng không có thấy gì đâu hàng dấu cờ ê ê dạ ê nói nè thấy nó không nè 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 chết cha rồi sao rồi sao ôi nè nè nó nằm nè nó nằm nè sắp vàng đó ơi còn thấy nó không còn nằm ở đây nè nó khè 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 nè sao mày nhét mấy bánh nè thôi tao nhét mấy đây cho nằm đây nè chú mày chọt chọt cho nó chạy ra đường này luôn chứ đâu nó chạy ra là mày rảnh sao mày đẻ cái cây đâu cái gì mẹ cái cây ê lúa đậu cái cây chú bãi cất rồi cây bãi không cất rồi thôi để đi tao đạp ngách mấy này tao đào qua luôn cũng được nè sắp vàng con này nhỏ xíu mười hả ừ, nhỏ xíu à mày thấy không đây nè nằm đây nè nằm đây nè còn thấy nó là cũng ngon đầu nhỏ xíu à từ đầu kênh này tới đầu kênh kia luôn con này mình thấy cái đầu nó nhỏ lắm đầu nó xíu à cỡ này mới nguy hiểm nè nhỏ không thấy á
Hay nhưng chú cũng kể có cái cô mấy dưới chiều 3-4 giờ đi ruộng, vừa bước xuống cái giò xuống nhỏ bước trắng lên dính cái đũa luôn, dính cái giò luôn đó, nằm kia. Thôi thiệt lắm không đấy. Ơi, ơi ghê chưa? Ghê chưa? Nhỏ ơi ghê chưa? Ê, nó tự coi. Không mày. Nó đâu vậy? Ghê không? Nghe nó có bùng binh đó đó. Ừ. Tâm nó thủ nó bay lên đáp không ông ơi. Nhỏ, nhỏ ơi. Nghe nó táp vừa bay bập 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 luôn. Ơi. Nga nó dữ lắm nha mọi người. Đừng tính nó dữ. Đừng giỡn với em nha. Đừng giỡn với em nha. Em nha. Được chưa? Dày đi mà ông cắt cỏ nó khèo ông không chạy sao được. Khè thấy nóng lạnh không dữ, nóng lạnh không? Em lên bờ đi mọi em lên trên. Mày tánh gian chứ sao? Chỗ này nè. Ừ, dày ta đứng. Được chưa? Đó. Rồi. Nóng lạnh không? Yeah. Nhỏ mà có bỏ vào. Xuống luôn con. Nắm cái đầu mày luôn. Mày hả con? Nhỏ mà bị dữ. Uống lạng không? Uống lạng đó một gì? Thấy có chút nặng à. Nặng. Vô tuổi bốn lạng biết được khôn được mà. Cái túi này 50 gram, giờ mình có chú mồi, mình với chú mồi vô luôn. Cọc cọc cái mồi con mình nghịch tay. Đây nó cha. Trời. 550 con này được nửa ký. Khoan, để bỏ cái cân vô. Nửa ký nha, nửa ký của chú anh chị. Vô túi đây em. Có dàn túi là mừng rồi, bữa giờ bắt bắn nhỏ nhỏ không trời. Có đảm không? Chồng ở giá hả? Còn nữa đây. Chân có gì nhúng nhích vậy? Gì? Gì nhúng nhích tổng vậy? Rồi sáng tưng luôn rồi. Rồi. Thấy rồi. Ơi. Ôi cái hàng chà bá đang gắn nửa ký rồi chú anh chị. Cái hàng bằng cái tô luôn á. Rồi. Ngon. Cuối cùng rồi. Cuối cùng mấy cháu mình cũng bắt được con hổ sáp vàng nửa ký của chú anh chị. Để lắp lại mình chú mồi đi ra. Thì tiếp tục cái bờ kinh này đi thẳng xuống dưới đây đi ra ngoài kia bọc ra. Con rắn này không biết phải rắn chú thấy không? Không ba, bự gắn cái. Bự gắn cái chú. Nhiều khi nhiều con sao mùi. Mà điều cao nếu mà bày cao đó bày cái này nhiều lắm. Bộn rồi đó. Chú quậy không biết ở vườn trời nào rồi. Thì tao ở đó xin trái dưa rồi. Mà nó đang cắt dưa rồi á. Ừ. Chứ coi vậy chứ còn nhiều lắm á. Mấy đám dừa trái đã ghê không?
Thưa chú anh chị, cái đám này người ta chưa có hái trái nè, đám ở dưới hái hết ráo rồi. Quá trời mấy đám dừa đã. Héo rồi. Chưa hái. Một đám ta chưa hái mà. Chú người nói sao đám này dừa còn rần rần. Ta chưa hái còn nằm lỡn khởn đây. Chứ con heo à, nằm rần rần kìa. Đại ghê không? Trái này cỡ chừng 2 kg, 3 kg à. Dừa này trái không có lớn mấy nè. Mà trái không có lớn mấy, trái nhỏ không à. Ừ, giống này giống cái dưa sọc sọc nè. Đây ta trồng dưa không à. Vô vô vô. Mót mót. Dưa nứt bể ta bỏ nè. Vui. Vô kẹo. Vui. Vô kẹo. Ừ. Ừ. Cái này nó có bịch chở về luôn. Ừ. Mấy đá nào còn non non á. Rồi còn mấy đá bự luôn kìa. Mẹ. Ừ. Mấy anh trả ra đây dập nữa nè mày. Mày về ăn liền á. Người ta dạt ra nè. Ôi giời nè, đó lo luôn nè. Vô kẹo thơm. Ăn ăn như kiểu rừng á. Bốc nè. Dưa này không ngon mấy chú mà. Nãy ăn cái gì ngọt rồi. Đó rồi. Trời. Ta bỏ một đống. Hả? Nói dễ một chút không? Đấy. Con cá này bự nha. Còn nữa. Tính dễ. Anh ơi. Anh dễ lên dễ dập. Con cá này anh chả bị dập rồi nè. Anh nhả bị dập rồi. Đưa lượm cho bự lại đây nè mát. Cái trái bự nãy em ơi. Con dừa. Con dừa này mà có xác xác ở đây trở đi về. Dưới ăn ngon lắm á. Hai người đang móc dừa. Ăn chỗ bỏ vậy nè, ta trồng á là ta bỏ nè, ta mới nó dạt á, dạt nó, dao á, lấy dao bự mình á, cho mình, mày cho mình ăn xong chắc rút về luôn, quá nắng chịu không nổi à, đi không không thể nào chịu nổi, trời ơi, đỏ nè, nên đi dập cái chỗ này nè, bị dập rớt dập nguyên mới dập lép nè, cái ngang này bỏ cái này nè, cái này nè mới ngon, mấy ấy nè, tới đó nó dập rồi. Nó dao cờ hư. Dập rồi đưa lâu rồi đồng mà có này thôi. Vô tình. Vô vô túng ngay chỗ bữa người ta gặt dưa luôn. Ta thấy dưa luôn. Nãy chú Bảy đi mấy anh kia hết là hay vậy. Rất quất luôn hả? Rất quất. Bốn dáng vậy. Người rút như đó thì dọc người rút ở trên luôn. À, hiện tại mấy chú cháu mình à, bây giờ là đi hết nổi của chú anh chị. Quá nắng. Nắng quá nắng. Thôi cũng nhờ bắt trượng con, không bắt trượng con thì tập lốc luôn à. Bây giờ chắc mình cũng xin phép kết thúc clip này đây. Hẹn à, tất cả của chú anh chị à, clip tiếp theo nha. Đừng còn nửa ký đi được à, lụm mốt được mấy trái dưa. Chú Bảy lụm mốt dưa nữa. Rồi, rồi. Mình à, xin phép à, rút về kết thúc à, cái cuộc hành trình ở khu vực của Bình Nghị đây nha cô chú anh chị. Thì thành quả lên đây thì bắt được con rắn nửa ký mà không biết phải con rắn ông chú thấy không, cái đó thì mình không có biết nha. Thì mình bắt là hiện tại bắt là được con này có nửa ký thôi. Một chào anh em đi giọt chú Mười ơi. Ôi ôi lụm mốt lụm mốt. À rồi à, dục tới dưa vô ba lô đi chạm em dọn luôn, cái này lụm mốt chứ không phải ông trộm nha. Vô để không à. Ơi, chụp ơi. Rồi chạm em luôn.